Ngày xưa, ở làng nọ có một cô gái tên là Mực, nổi tiếng vì có đôi tay mát rượi. Mỗi lần động vào bàn tay cô, ai cũng cảm thấy mát dịu như được trầm mình trong dòng suối mát chảy trong khu rừng mùa hạ. Trời sao càng ngày càng nóng và nắng thế? Ước gì cây xong được cô Mực ôm một cái nhỉ? Công nhận, mấy hôm tôi đi đồng về, người nóng như phát sốt. Nó vòng tay qua ôm một lúc mà tôi thấy mát mẻ cả người ra, cứ như được uống một cốc nước mát rượi ấy. Ui, chuyện này thì công nhận nhé. Chẳng phải khi không mà các bà trong làng đều muốn nhờ cô Mực đến tắm cho trẻ nhỏ. Được cô bé, đứa trẻ nào quấy khóc cũng dừng khóc, lại còn nói cười khúc khích ngay lập tức mới kỳ lạ chứ. Công nhận, cô Mực có cái khả năng thật kỳ lạ. Nhà bà Nghiên có cô con gái, đúng là phúc đức. Ước gì con trai tôi lấy được con bé ấy. Gớm, con bé vừa ngoan hiền, trắng trẻo lại xinh xắn, lại chăm chỉ nết na. Bao trai làng xếp hàng chẳng đến lượt kia kìa. Thế rồi, giặc phương Bắc đến xâm lược, tàn sát người dân, xác người la liệt khắp nơi, ngôi làng biến thành chiến trường đầy rẫy cảnh đầu rơi máu chảy. Ông trời ơi, cứu khổ cứu nạn giúp chúng con với. Trả lại gia đình, mau trả lại gia đình cho chúng ta, lũ độc ác. Mình ơi, sao mình chết khổ sở như thế này, mình cho tôi theo với. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi như thế. Con à, mặc kệ mẹ, con mau cùng mọi người đưa các cụ già và trẻ em vào rừng trốn đã. Trại tráng trong làng đã ra trận hết, chỉ còn trông chờ vào mấy đứa con gái thao vác là các con thôi. Vâng, vâng, con nhớ rồi, con sẽ làm theo lời mẹ. Mọi người, mau chạy đi, người già trẻ em, đi theo cháu, chúng ta vào rừng lánh nạn. Trời ơi, quân ta đến kịp rồi. Nhưng ngôi làng đã bị đốt trụi hết, cả làng ta biết đi đâu về đâu đây. Vài ngày sau. Đói quá, đói quá, tôi không còn sức lực nữa. Con đói bụng, con muốn ăn cơm. Con muốn ăn ngô, con muốn ăn khoai. Quân ta đã tới tiếp ứng, có lẽ bọn giặc đã rút đi cả rồi. Chúng ta cần trở về để dựng lại nhà cửa, chăm bón rau màu sắp vào vụ. Phải đấy, chúng ta cứ ở đây mãi cũng không ổn. Trẻ con người già đều cần một mái nhà che nắng che mưa, cứ kéo dài thế này sẽ sinh bệnh. Nhưng ai sẽ là người về đây? Tôi sẽ quay về làng trước để thám thính tình hình, thu dọn những tàn dư sau trận càn quét. Các cô hãy ở lại chăm sóc mọi người đi. Đây là đoàn quân của ta đã đuổi theo quân giặc đêm hôm trước. Họ đã trở về, họ đã trở về rồi. Có máu, những vết máu này để lại, chắc chắn là người trong đoàn có ai đó bị thương rồi. Đau, đau quá. Mũi tên trong ngực ta càng lúc càng đau nhức hơn. Thế này sẽ ảnh hưởng đến cuộc hành quân của chúng ta mất. Ngài Lan à, ngài hãy giúp tướng quân rút tên ra càng sớm càng tốt. Còn chần chừ thêm, tôi e là ngày ấy sẽ không chịu nổi mất. Thưa tướng quân, xem ra với khả năng của tôi thì bây giờ chưa thể rút mũi tên này ra được đâu. Nếu như tài ông yếu, thì hãy buộc cố định người tướng quân lại, rồi giữ lấy đầu ngày ấy. Tôi sẽ nhổ tên ra, sẽ nhanh thôi. Đúng rồi, hãy nhổ ngay đi, nhổ ngay đi. Không, chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Thưa tướng quân, nếu tôi có thể chặt cánh tay tôi lắp vào cánh tay của ngài, nếu tôi có thể rút cạn dòng máu của tôi sang cơ thể của ngài, tôi không ngần ngại.
còn cái tên này, nếu nhổ ra thì mũi thép sẽ mắc lại, không có cách nào lấy ra được. Mũi thép mắc lại sẽ nằm mãi ở trong da thịt của ngài, rồi gây hoại tử. Trời ơi, vậy chẳng lẽ cứ để nó cắm lên người mãi như thế sao? Ông hãy mau nghĩ cách đi. Cách thì có đấy, nhưng để làm được thì hơi khó. Bây giờ cần một cô gái có đôi tay mềm mại, cẩn thận, tỉ mỉ thì mới lấy ra được cả đầu của mũi tên. Gì cơ? Cô gái? Giữa chiến trường khốc liệt này, nơi chỉ có chết chóc và máu đỏ, lấy đâu ra một cô gái chứ? Nhất thiết phải là một cô gái. Với bàn tay thô kệch của đàn ông các cậu và đôi tay già nua run rẩy của tôi, chỉ khiến đầu mũi tên lặn sâu hơn vào cơ thể tướng quân mà thôi. Ông nói vậy chẳng khác gì nói bệnh tình tướng quân đã hết đường cứu chữa. Tôi chữa bệnh cứu người, tôi không thể nói dối. Nhất thiết phải là một cô gái, mà phải là một cô gái trẻ, có sức khỏe, có sự cẩn thận tỉ mỉ, đôi tay phải thật mềm mại nhẹ nhàng. Thôi thôi, các ngươi đừng ở đây mà tranh cãi nhau nữa. Ta mệt rồi, giờ mạng sống của ta do ông trời định đoạt. Các ngươi đi đi, hãy đi đi. Cậu hãy chăm sóc tướng quân đi, tôi sẽ đi khắp làng tìm thử xem sao. Còn nước thì còn tát vậy. Trời, ra đâu có một cô gái giữa nơi chết chóc này. Trời ạ, sao cô ta đen và xấu như quỷ vậy? Mặt cứ như chát lớp nhỏ nồi. Mà thôi, méo mó có hơn không? Để ta xem cô ta có giúp được gì không. Cô gái, có một việc vô cùng quan trọng tôi muốn nhờ cô, mong là cô đồng ý tới giúp một vị tướng quân trẻ đang bị thương. Là cô gái này sao? Sao trông đen đuổi bẩn thỉu như cục than vậy? Cô ấy có làm được việc hệ trọng này không? Bây giờ không còn thời gian để nghi ngại nữa, cậu hãy mau bưng thau nước vào đây. Trời ơi, tay cô trắng quá. Chắc là mấy ngày qua dọn dẹp ở làng, khắp nơi cháy đen nên bụi cháy bám đầy người cô ấy. Cô gái, tay của cô mát quá. Cô vừa chạm vào, ta bỗng thấy khắp người mát rượi. Vết đầu cháy bỗng đã dịu hẳn đi. Thật ngạc nhiên, cơn sốt đã lùi hẳn. Thái dương của tướng quân không còn giật đùng đùng nữa. Cô gái, tay cô có bôi thuốc gì kỳ lạ không vậy? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi đã có bàn tay như vậy rồi. Đôi bàn tay như vậy rồi, nghĩa là sao? Tướng quân, trời thương chúng ta rồi. Cô gái này quả thật là một điều siêu nhiên. Tôi cầm tay cô ấy và cả người tôi cũng mát rượi, như được uống một dòng suối trong mát. Tôi cũng vậy. Tôi vừa chạy từ ngoài vào đây, người rất nóng, mà sao mồ hôi trâu mất rồi. Tay tôi mát rượi này. Bây giờ tôi sẽ rút cái mũi tên này ra. Tướng quân, ngài cố chịu đau một chút nhé. Có đúng là cô sẽ rút được mũi tên này mà không ảnh hưởng gì tới tính mạng của tướng quân không? Cứ để cho cô ấy làm. Ôi, cô ấy đã rút được mũi tên ra cả ngạnh, vết thương khép miệng và dòng máu từ từ cầm lại. Tôi có nhìn nhầm không? Không thể tin nổi, chỉ có phép thần mới làm được điều này. Ta phải lên đường rồi. Trước khi đi, ta muốn được biết tên em. Ta sẽ không bao giờ quên vị ân nhân hôm nay đã cứu sống mình. Em tên của em xấu lắm. Em không nói cũng không sao. Còn ta đã có cái tên dành tặng cho em rồi. Cái tên dành cho em á? Đúng vậy, một cái tên đặc biệt không giống bất cứ một ai. Một cái tên chỉ nhắc đến là đã nhớ về em. Tướng quân, em có thể biết tên ngài dành cho em là gì được không? Nhỏ nồi, đó là tên ta đặt cho em đấy.
Nhỏ nôi, đó là tên ta đặt cho em đấy. Nhỏ nôi, đó là tên ta đặt cho em đấy. Nhỏ nôi, đó là tên ta đặt cho em đấy. Nhiều năm sau, kể từ ngày ấy, vị tướng quân trẻ ngày đêm tương tư cô gái mặt nhỏ nhem, có đôi mắt xanh biếc, có cái tên do chính ngài đặt, Nhỏ Nồi. Chiến tranh kết thúc, anh trở thành một vị tướng lĩnh hàng đầu trong quân đội, nhưng vẫn tương tư đi tìm lại cô gái ngày xưa, mong cưới được cô làm vợ, nhưng chẳng ai biết gì về cô. Cho đến ngày, có một người già nhất làng kể lại rằng cô đã chết trong cuộc chiến khốc liệt cuối cùng. Tướng quân, đây đúng là mộ của cô ấy à? Vậy là ta đã đến muộn, ta đã không được gặp lại em. Nhưng em có biết không, tâm hồn và trái tim ta, kể từ lúc gặp em ngày đó, nó đã vĩnh viễn thuộc về em rồi. Tướng quân, ngài nhìn xem, một mầm cây trên mộ. Tướng quân, phải chăng cây chính là cô ấy? Nhỏ nồi, có phải là em đó không? Nhỏ nồi, có phải là em đó không? Nhỏ nồi, có phải là em đó không? Trời ơi, đúng là cô ấy. Ta cảm giác hệt như ngày cô ấy chạm tay vào cánh tay bị thương của ta. Cả cơ thể ta như mát rượi, như được tưới tắm trong dòng suối trong mát. Tướng quân, đúng, tôi cũng thấy như vậy. Dòng suối mát ấy chảy khắp người tôi, y hệt ngài mà tôi cũng cầm thử tay cô ấy khi cô ấy chữa bệnh cho ngài. Nhỏ nồi, nhỏ nồi, đúng là em rồi. Nhỏ nồi ơi, cảm ơn em. Dù ta không được gặp lại em nữa, nhưng em sẽ như mầm cây này, sẽ sống mãi trong trái tim ta. Kể từ ngày ấy, cây Nhỏ Nồi xuất hiện trên trái đất với khả năng đặc biệt hạ sốt, cầm máu, làm mát cơ thể. Ít ai biết rằng cái cây với cái tên xấu xí ấy lại xuất phát từ một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn thuở xa xưa. Anh lính Hasan và chim khổng lồ. Ngày xưa, có vị vua Alexander cai quản một đất nước rộng lớn. Nhà vua có một anh lính cận vệ thân tín tên là Hasan. Này Hasan, mấy hôm nay công việc triều chính khiến đầu óc ta căng thẳng vô cùng. Nhà ngươi hãy đưa ta tới nơi nào có thể giúp ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Thưa bệ hạ, vậy bệ hạ hãy tới vườn cây của hoàng cung. Màu xanh mát của cây cối nơi đây và tiếng chim hót líu lo sẽ giúp tâm trí bệ hạ êm dịu trở lại mau chóng. Ồ, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? Năm ngoái ta đã cho trồng một loạt những cây quý từ mỗi miền đất nước. Vậy mà công việc bận rộn khiến ta quên bẵng đi mất. Giờ ta và ngươi hãy cùng đến đó ngay thôi. Tuân lệnh bệ hạ. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Kẻ nào dám cả gan làm chuyện tày trời này chứ? Ngươi là người gác giường ở đây, ngươi nói đi. Thưa bệ hạ, chính thần cũng không khỏi ngạc nhiên trước khi chứng kiến chuyện này vào sáng nay. Chỉ sau một buổi đêm, những cây quý đều bị gãy đổ hàng loạt. Rõ ràng trước khi ra về, thần đã kiểm tra khóa cửa giường cẩn thận. Sáng nay khi thần đến, thấy khóa cửa vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu của việc cậy hay phá khóa. Thủ phạm đột nhập vào giường bằng cách nào hiện vẫn là một ẩn số. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy cơ chứ? Không lẽ kẻ trộm có phép tàng hình sao? Không thể nào. Xin bệ hạ hãy giao việc này cho thần, thần nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Được, ta giao cho ngươi điều tra, để xem kẻ nào đang giỡn mặt với ta. Dân, thưa bệ hạ. Dạ, đã quá nửa đêm rồi, không biết thủ phạm có quay lại nữa không đây. Ban nãy mình đã đi kiểm tra khắp khu vườn,
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, những cây đổ không hề có dấu hiệu bị chặt phá. Đêm qua cũng không hề có mưa gió. Vậy thì sức mạnh ẩn giấu nào đã khiến cây trong vườn đổ xuống la liệt như vậy? Trời ơi, là một con chim khổng lồ. Chưa bao giờ mình nhìn thấy một con chim to lớn như vậy. Trông sải cánh của nó mới khủng khiếp làm sao. Giờ thì mọi thắc mắc trong đầu mình đều đã được giải đáp. Mình phải bắn hạ nó để sáng mai cùng bẩm báo với nhà vua. Bắn trượt mất rồi. Không được, không thể để nó chạy thoát. Phải đuổi theo nó mới được. Con chim này thật quỷ quyệt. Mình nhắm bắn nó mấy phát mà nó vẫn tránh được. Không lẽ mình lại chịu thua nó sao? Lần này mình nhất quyết không để trượt được. Mình đang ở đâu thế này? Đúng rồi, ban nãy mình đuổi theo con chim và nhảy xuống một cái hang sâu. Chắc đây là dưới đáy hang rồi. Con chim quỷ quái cuối cùng cũng chết rồi. Nhưng làm thế nào để ra khỏi hang và mang xác nó về dâng cho đức vua đây? Ồ, có ánh sáng ở bên ngoài kia. Lẽ nào đó là lối ra khỏi hang? Thật không ngờ, bên dưới lòng đất lại có một nơi toàn là những xác sống thế này. Trong bọn nó mới đáng sợ làm sao. Con chim khổng lồ kia lúc bị mình truy bắt cũng cố chạy về phía hang này. Liệu có phải đây là nơi ở của nó không? Mình phải tìm hiểu xem mới được. Trời ạ, đáng ra mình phải đứng vào một chỗ kín đáo để quan sát mới phải. Giờ thì cả lũ xác sống đều đuổi theo mình thế này. Sao một mình có thể chống lại bọn chúng được đây? Hú hồn, may mà ta kịp trốn vào đây. Không thì lũ xác sống kia sẽ ăn tươi nuốt sống ta mất thôi. Này anh lính, anh không phải người ở vương quốc này đúng không? Đúng vậy, tôi vốn là người lính của vương quốc Sarin trên mặt đất. Vì đuổi theo con chim khổng lồ mà tình cờ lạc bước tới vương quốc này. Khi vừa mới bước chân ra đường, tôi đã bị những xác sống kia đòi đuổi theo ăn thịt. Thì ra là vậy. Khi thấy anh chạy vào đây, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người chưa bị biến thành xác sống. Vậy những xác sống ngoài kia trước đây họ đều là con người hay sao? Đúng vậy, tôi vốn là nữ hoàng của vương quốc này. Một ngày nọ, tên phù thủy độc ác chính là con chim khổng lồ mà anh đã trông thấy, ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ. Khi tôi nhất định cự tuyệt, hắn đã dùng phép bùa biến tất cả người dân thành xác sống. Còn về phần tôi, hắn nhốt tôi vào trong chiếc lồng này. Đêm đến, lũ tay sai ma quỷ của hắn lại tới, làm đủ trò ghê rợn để khiến tôi phải khiếp sợ mà chịu lấy hắn. Nếu tên phù thủy chính là con chim khổng lồ thì xin nữ hoàng hãy yên tâm, tôi đã bắn hạ nó rồi. Con chim đã bị tiêu diệt rồi sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta có cơ hội được cứu rồi. Nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Nhờ tôi sao? Nữ hoàng muốn tôi làm gì? Có một cuốn sách quý mà tên phù thủy ấy mang theo trong người. Nếu như lấy được cuốn sách đó và đọc 3 đêm liên tiếp thì lời nguyền sẽ được hóa giải, vương quốc của ta sẽ trở lại như xưa. Nói vậy là bây giờ cuốn sách đó đang ở chỗ xác con chim khổng lồ sao? Đúng vậy, anh hãy quay về đó lấy cuốn sách đi. Và nhớ, lũ ma quỷ có làm gì anh cũng không được rời mắt khỏi quyển sách và không được hét lên một tiếng nào. Nữ hoàng yên tâm, tôi sẽ làm đúng như lời người dặn dò. Ta biết yêu cầu việc đó với một người bình thường như anh là vô cùng khó khăn. Và để lấy lại được cuốn sách, anh sẽ bị bọn xác sống đeo bám một lần nữa. Nếu như anh không muốn làm, ta sẽ không gượng ép đâu. Xin người đừng lo, dù thế nào tôi cũng sẽ cứu người và vương quốc này cho bằng được. Xin hãy tin tưởng ở tôi. Tốt lắm, ta tin anh. Cuối cùng cũng thoát được lũ xác sống bên ngoài kia. Không biết cuốn sách còn ở đây không? Sách thần đây rồi. Giờ chỉ cần mình cố gắng 3 đêm thôi, nữ hoàng và cả vương quốc sẽ được giải thoát. Liên tiếp 3 đêm, lũ ma quỷ biến hóa ra đủ thứ đáng sợ, nhưng anh lính không hề sợ hãi. Sau đêm thứ 3, toàn bộ vương quốc thức tỉnh, phép yêu tan biến, những xác sống trở lại thành người như lúc xưa. Về phần nữ hoàng, cảm phục trước tinh thần quả cảm của anh lính, nàng đã quyết định kết hôn cùng anh.
anh lính trở thành vị vua mới của vương quốc, cùng nữ hoàng chăm lo cho cuộc sống của muôn dân. Liên hoàn tai nạn. Cuối cùng thì cũng kiếm đủ mồi rồi. Với số đồ ăn đã tích trữ tuần nay, chắc chắn mình sẽ cầm cự được đến lúc trứng nở, không cần phải lo lắng nữa. Trời ơi, trứng của tôi đâu rồi? Có 10 quả trứng, sau này chỉ còn lại 2 quả. Các con ơi, kẻ nào đã trộm mất trứng của ta rồi? Con chuột đáng ghét, mau trả trứng lại cho ta. Đích thị là ngươi chứ không ai khác. Ra là mấy quả trứng này là của ngươi hả chim quanh? Ta cứ tưởng là vô chủ nên ăn mất rồi. Ngươi là đồ độc ác, tổ của ta ở đây đã nhiều ngày, ngươi không thể không biết sự tồn tại của mấy mẹ con ta. Ngươi đã chờ lúc ta ra ngoài để lẻn vào bắt trứng đi, phải không? À, đau quá. Phải đấy, thì sao hả? Quanh năm ngươi chỉ biết ẻo ợt múa may, ngươi làm gì được ta? Định đánh ta chắc? Ngươi thật quá quá, ta sẽ đi báo với bệ hạ ngay bây giờ. Ta lại sợ nhà ngươi quá. Được rồi, ngươi đi đi. Chỉ e là ngài chim bằng nhiều việc lắm, ngài ấy chẳng lo nổi chuyện cỏn con này của ngươi đâu, chim quanh ạ. Ngươi thách thức ta đấy à? Hãy đợi đấy. Được rồi, để xem ngài chim bằng có làm chủ được cho ngươi không. Chỉ sợ tốn công vô ích mà thôi. Chim bằng là loài chim rất lớn, có bộ lông sặc sỡ, được muôn loài kính nể. Vị vua của khu rừng có một cung điện trên đỉnh núi cao, quanh năm bao phủ bởi làn sương mờ tuyệt đẹp. Thưa chim chúa, tôi là chim oanh, tôi có chuyện muốn thưa kiện. Thưa bệ hạ, mụ chim oanh này cứ nặng nặc đòi gặp người, mụ ta liều chết lao vào khiến chúng thần không ngăn nổi. Dừng múa hát đi. Chim oanh, có chuyện gì quan trọng không mà ngươi thản nhiên xông vào điện của ta như thế hả? Không thấy ta đang xem ca vũ sao? Dạ bẩm bệ hạ, tôi xin 10 quả trứng, nay đã gần đến ngày nở thì đều bị chuột tha đi, chỉ còn sót lại có 2 quả. Xin bệ hạ phân xử chuyện này giúp tôi. Ôi chào, có thế thôi mà cũng làm phiền ta. Trứng của mình mà không giữ được thì ngươi còn trách người khác nữa gì? Thôi đi về đi, đừng làm ta mất hứng. Thưa bệ hạ, xin bệ hạ thương xót, con chuột ấy vô cùng đáng ghét, nó còn thách thức tôi. Nếu ngài không phân xử, nó sẽ ăn hết trứng của tôi mất. Các con tôi còn chưa kịp nở, cầu xin người. Ta đã bảo là đi về rồi cơ mà, nhiều chuyện ngươi còn lôi thôi, ta sẽ cho người tống cổ người ra đấy. Không biết trên dưới phép tắc gì cả. Cứ nghĩ ngài ấy sẽ cứu giúp mấy mẹ con ta, không ngờ cái chức chúa tể các loại chim của chim bằng cũng chỉ là hư ảo. Vua bù nhìn. Hả? À, chim quanh đã về rồi đấy à. Ta thấy tổ của ngươi vẫn còn sót lại 2 quả trứng tí teo, liền trèo lên ăn nốt. Lão chuột ác độc kia, ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn dáng vẻ này là đủ biết chim bằng chẳng chịu giúp ngươi rồi. Đằng nào ngươi cũng không làm gì được ta, đừng kêu gào nữa mà phí công vô ích. À này, trứng của ngươi ngon lắm, cảm ơn nha. Lần sau xin lứa mới, ta sẽ xem xét để lại mò đến ăn. Ngươi thật bỉ ổi, thật ngang tàn. Quá khen rồi. À, ngươi đang nổi giận đấy sao? Vẫn là câu đấy, ngươi có thể làm gì ta? Này thì làm gì đây? Ôi ôi ôi, đau quá, chọc mù mắt tôi rồi. Trời ơi, chuyện gì, thứ gì vừa rơi vào mũi ta vậy? Ôi. Dạ bẩm bệ hạ, bên ngoài có một con rồng bay lên, đầu nó chạm vào thềm cung, nên mới gây ra vụ chao đảo như vừa rồi đấy ạ. Đáng nói hơn là tổ trứng trên gác mái đã bị rơi xuống đất, dở tan tành rồi thưa bệ hạ. Hả?
con rồng nào? Con rồng nào to gan như thế hả? Mau lôi con rồng vào đây, ta phải cuộn nó lại, trói chặt vào cái cột, đánh đòn làm gương, xem kẻ nào còn dám xâm phạm cung điện của ta không. Dạ bẩm bệ hạ, tôi không có ý xâm phạm vùng đất cấm. Tôi chỉ vô tình bay lên quá cao, không may đụng đầu làm rơi tổ trứng của ngài thôi ạ. Một câu vô ý là xong à? Ta nói cho người biết, trứng này trăm năm hoàng hậu mới sinh ra một quả, giờ ngươi bắt ta phải chờ trăm năm nữa mới có thêm con sao? Xin bệ hạ hãy nghe tôi nói, tất cả là do con sư tử to xác kia, tự dưng nó rơi vào hồ nước, tôi bị giật mình hoảng sợ quá nên mới làm ra nông nổi. Lại thế nữa. Được rồi, mau đi bắt sư tử về đây. Ôi trời, ta bảo đi bắt sư tử, các ngươi lại dẫn vào đây đông thế, định mở tiệc lớn ở đây đấy à? Dạ bẩm, tất cả là do chúng gây ra, tôi và anh rồng đây chỉ là người bị hại thôi ạ. Chúng tôi đâu có liên quan gì. Các ngươi trình bày đầu đuôi đi, từng đứa một nói, không tranh nhau, đừng làm ta rối. Dạ bẩm, tôi đang ngủ say như chết thì con chuột bẩn thỉu này ở đâu rơi vào lỗ mũi, vừa hôi vừa ngứa kèm theo đau đớn, tôi hoảng quá liền chạy đi nên mới ngã vào cái hồ anh rồng đang nằm chơi. Đều là do chim quanh ném cành cây trúng vào mắt tôi, tôi chột luôn một mắt, đau quá phải chạy đi, không ngờ lại rơi trúng lỗ mũi sư tử. Thế thì rõ mười mươi rồi, thủ phạm cuối cùng chẳng ai khác ngoài chim quanh. Chim quanh phải chịu trách nhiệm. Ngươi tính sao với cái trứng dở của ta đây hả? 100 năm đủ bằng họ nhà ngươi đầu thai 8-9 đời rồi đấy nha. Bệ hạ, xin người hãy nhớ lại, ngày hôm ấy tôi một thân một mình lên thưa kiện, con chuột này lấy trứng của tôi, ngài đã không thương xót, lại còn đuổi tôi về. Ta đã bảo là đi về rồi cơ mà, nhiều chuyện, ngươi còn lôi thôi, ta sẽ cho người tống cổ ngươi ra đấy. Không biết trên dưới phép tắc gì cả. Lúc sáng ta mãi xem múa nên mới bảo nó về, chỉ định là sẽ phân xử sau. Ta không nghĩ chính việc này lại gây ra liên hoàn tai nạn như vậy. Sự việc lần này ta và các ngươi ai cũng có một phần trách nhiệm, ta cũng đã phải gánh lấy hậu quả rồi, suy cho cùng đều là tội tham lam lại dền giáo của chuột. Hãy trả con cho ta, trả con cho ta. Chim quanh, tôi xin lỗi, tôi đã phải trả giá đắt bằng một bên mắt này rồi, xin cô hãy tha cho tôi một lần. Tha làm sao được, khi không chúng ta bị giả lây vì ngươi đấy. Dù chim quanh có tha cho ngươi thì chúng ta cũng quyết không tha. Người đâu, mau lôi con chuột này ra ngoài, đánh 50 gậy. Từ nay kẻ nào còn dở thói trộm cắp sẽ bị phạt gấp 5 lần. Bệ hạ, tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa, xin bệ hạ hãy tha cho tôi, 50 gậy trong cái chân tôi thì như tử mất. Có thế thì ngươi mới không dám tái phạm, những kẻ khác cũng không dám soi vào tấm gương dở nát của ngươi. Xin lỗi các ngươi, vì ta mà các ngươi ra nông nổi, đặc biệt là chim quanh, khi người khác lâm vào hoạn nạn, ta có khả năng mà không cứu giúp, thì chính sự vô tâm ấy lại gây hậu quả cho bản thân. Sau lần này, ta cũng đã có bài học của riêng mình rồi, ta sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một ông vua tốt. Sự thật một lời khen. Mẹ ơi, trường mới đó có ai là bạn của con không ạ? À? Trường mới thì làm gì có bạn cũ nào của con. Nhưng không sao, rồi con sẽ quen với bạn mới, và các bạn cũng đều sẽ trở thành bạn của con hết, Châu ạ. Vâng ạ, con sẽ quen thật nhiều bạn mới để khoe với các bạn cũ mẹ ạ. À. Nhanh lên nào con yêu, kẻo bị muộn mất. Vâng ạ. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón nhận thêm một thành viên mới. Bạn ấy là Joel. Bạn ấy đến từ vùng quê rất xa, nên mong cả lớp hãy giúp đỡ bạn nha.
Trông cậu ta kìa, đen nhẻm như một con khỉ vậy. Cậu ta là người nhà quê thì phải, nhìn bẩn thỉu. Cậu ta thật lạ, chẳng giống chúng ta chút nào. Tớ là Joanne, chào các bạn. Giọng cậu ta cũng thật là lạ, đúng là giọng nhà quê. Thôi nào, cả lớp không trêu bạn nữa. Joanne là người da đen đầu tiên trong lớp. Các em có thể thấy bạn khác so với mình, nhưng không được trêu đùa bạn. Joanne, em có thể về chỗ của mình được rồi. Cậu ta là người da đen đó, là những người thấp kém hả? Không biết, tớ hay đọc sách và biết được ngày xưa người da đen chỉ làm nô lệ thôi. Không biết cậu ta học khá không nhỉ? Nói nhỏ thôi, không thể giáo phạt bây giờ. Joel, em đã học và làm quen môi trường ở đây được nửa học kỳ rồi, vậy mà bài kiểm tra lần nào cũng kém vậy. Thầy không hề thấy em tiến bộ một chút nào cả là sao? Dạ, em xin lỗi thầy. Thế gì là xin lỗi? Tôi cần em chứng minh. Dâng ạ. Lần nào em cũng dâng, nhưng cuối cùng bài vẫn rất kém. Đến khi nào thật sự em thay đổi đây? Hay. Ê, Joanne nhà quê, ra đây chơi cùng không? Thôi, không cho cậu ta chơi cùng đâu, xấu cả đội hình đó. Nhanh lên John, con sắp muộn học rồi đó. Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa. Sao thế con trai, sao tự dưng lại không muốn đi học? Con chưa làm xong bài tập, nhớ lại... Hình như các bạn không thích con. Chỉ là các bạn chưa quen với con thôi, John ạ. Còn nếu bài khó quá, con có thể hỏi thầy Paul mà. Thôi nào, mẹ còn phải đi làm. Ở đây cả mẹ và con cần phải cố gắng hơn 10 lần so với ở quê nhà. Hãy cố gắng nào chàng trai của mẹ. Giờ thì nhanh lên con. Con chỉ cố vì mẹ thôi đó. Ồ, thầy giáo mới hả? Xin chào cả lớp. Thầy Paul của các em hiện đang phải nằm viện điều trị sức khỏe. Thầy là Xin sẽ dạy thay thầy Paul. Rất vui được làm quen với cả lớp. Dễ như vậy mà cũng sai. Tớ chẳng cần động não gì luôn. Cậu ấy không thể tiến bộ nổi đâu. Cả lớp trật tự. Joanne, em hãy bình tĩnh. Nhớ lại bản cửu chương xem nào. Không cần phải vội vã. Em thấy không, kỹ lưỡng, tự tin vào bản thân, đừng để ý xung quanh, tĩnh tâm, em sẽ tập trung và làm tốt hơn. Các em tuyệt đối không được chê bai bạn bè. Joanne hoàn toàn có thể học giỏi, thậm chí là xuất sắc. Các em cần vui vẻ, hỗ trợ bạn tiến bộ hơn. Còn bây giờ, các em về nhớ ôn bài cho kỹ, để cuối tuần này chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ. Vâng ạ. Vâng ạ. Joe lại bị khiển trách cho mà xem. Bài kiểm tra của cậu ấy lần nào cũng chót lớp thôi. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn đi học nữa. Bài thi lần này các em làm rất tốt. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Các em hãy cố gắng phát huy thêm nhé. Này, Joanne à. Dạ. Hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy. Tuyệt lắm, cố gắng lên nhé. Thật vậy ạ? Vậy mà em cứ tưởng. Tất nhiên rồi, em hãy tự tin và cố gắng lên. Chắc chắn kết quả sẽ hơn những gì em mong đợi. Đừng sợ, có gì cứ hỏi thầy, thầy sẽ hỗ trợ em. Một thời gian sau. Thật không thể ngờ, trong một thời gian ngắn, cậu ấy có thể tiến bộ nhanh như vậy được. Ngay lúc này, khi là giảng viên đứng trước hàng trăm sinh viên tại trường đại học danh tiếng này, nhưng trong tôi không khi nào quên được cảm giác cậu bé Joey năm xưa. Lần đầu tiên cậu bé được tôn trọng bởi một người da trắng, lần đầu tiên cậu nhận được một lời khen, những câu nói động viên
hãy luôn tin vào chính mình, từ người thầy của cậu. Điều đó là động lực đã giúp tôi lấy lại niềm tin và chứng minh rằng dù tôi không được chọn màu da, nhưng tôi chọn được cách cố gắng để là người đứng đầu lớp. Sao cơ? Cậu nói đã tìm được địa chỉ của thầy Xin rồi sao? Cách đây 300 cây số sao? Vậy tôi sẽ đi đến đó ngay. Không sao cả, 300 hay hơn, tôi vẫn sẽ đến đó ngay. Ơn trời, đã 40 năm không gặp thầy mà thầy vẫn khỏe thế này. Em mừng lắm thầy ạ. Em giờ đã là một tiến sĩ danh tiếng, thật tự hào, học sinh của thầy. Đó là nhờ những lời động viên của thầy. Kể từ hôm ấy, lúc nào trong tâm trí em cũng có hình ảnh thầy đang cổ vũ cho em. Em đã từ một cậu bé nhút nhát tự ti trở thành một người trưởng thành như hôm nay, chính là nhờ bài kiểm tra được điểm tốt đầu tiên được thầy khen. Lời thầy nói hôm đó vẫn luôn ghi nhớ trong tâm trí của em. Ồ, em vẫn nhớ về bài thi hôm đó sao? Dạ đúng vậy, nó đã tạo động lực cho em rất lớn. Thật ra bài thi hôm đó của em cũng chưa tốt lắm, nhưng thầy thấy đó là sự nỗ lực ở chính em. Điều đó đáng được khích lệ hơn là sự chê trách. Hóa ra là như vậy sao thầy? Thảo nào thầy đã giữ lại bài kiểm tra ấy. Vậy mà em đã tin rằng bài kiểm tra đó thật sự là điểm tốt. Cuộc đời tôi đã may mắn gặp được thầy, người không chỉ dạy tri thức mà còn gieo niềm tin cho tôi. Đôi khi chỉ một lời khích lệ khen ngợi đúng lúc lại có thể mang tới nguồn động lực, hạnh phúc lớn lao cho người khác. Sao hôm và sao mai. Mệt quá đi mất, ngồi đây nghỉ một lát rồi đi tiếp mới được. Hôm nay đúng là một ngày may mắn, kiếm được nhiều củi tốt thế này chắc bán được giá lắm đây. Tiếng gì thế nhỉ? Trời ơi, mình có nằm mơ không? Hôm nay lại may mắn gặp được các nàng tiên nữ thế này. Kia chắc là những chiếc áo phép của các nàng tiên rồi, họ bay về trời nhờ những chiếc áo đó. Nếu ta giấu đi một chiếc áo thì sao nhỉ? Chết rồi, áo của em bị mất rồi, làm sao em có thể về trời được bây giờ? Trời sắp tối rồi, bọn chị phải bay về trời trước đây. Em ráng ở lại tìm rồi về sau nhé. Đành vậy, các chị về trước đi, em ở lại tìm áo rồi về sau. Ừ, chắc áo của em chỉ bị gió thổi bay xung quanh đây thôi, tìm nhanh rồi về nhé. Nàng ơi, ta biết nàng đang mắc kẹt không thể về nhà được. Nếu nàng không chê, hãy về làm bạn với ta. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau chốn trần gian này. Tôi cũng không biết đi đâu bây giờ. Thôi thì cho tôi nghỉ tạm ở nhà anh. Vậy để ta đưa nàng về nhé. Nàng tiên út bị mất áo, không thể bay về trời nên chấp nhận ở lại trần gian, cùng nên vợ nên chồng với chàng tiều phu. Không lâu sau, họ sinh được một người con trai. Hằng ngày, anh tiều phu vẫn vào rừng đốn củi, kiếm tiền nuôi hai mẹ con. 5 năm sau. Cô Tiều ơi. Cô Tiều à, cô định đi đâu à? Cháu định ra chợ mua ít tơ về dệt vải. Có chuyện gì thế bà? Nhà cô còn lúa không? Cho tôi vay một ít. Cả tuần nay tôi ốm nên không đi gặt được. Khi nào có tôi sẽ gửi lại. Dạ, bà chờ một lát nhé. Để cháu vào trong lấy cho bà. Lúc nào bà có gửi lại cháu sau cũng được. Ôi, đây chẳng phải là áo phép của mình sao? Thì ra bấy lâu nay nó nằm dưới đáy bồ lúa này. Thế mà mình không biết. Tốt quá rồi, vậy là mình có thể trở về nhà rồi. Mẹ vốn là tiên trên trời nên không thể nào ở mãi dưới trần thế được. Giờ mẹ phải đi rồi, con đừng buồn nhé. Mẹ để lại cho con chiếc lược này làm tin, rồi mẹ sẽ quay trở lại. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ xin lỗi, mẹ không thuộc về nơi này. Con hãy ngoan ngoãn nghe lời cha dạy bảo nhé. Mẹ, mẹ ở lại với con đi. Mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ, mẹ ơi.
Con nói sao? Mẹ mới về trời rồi sao? Con muốn mẹ về cơ. Con muốn mẹ về cơ. Con đừng khóc, cha con mình sẽ cùng đi tìm mẹ nhé. Từ hôm đó, ngày nào anh Tiều Phu cũng dẫn con ra suối để mong tìm lại hình dáng ngày xưa. Cho đến một hôm. Này hai cô, hai cô muốn nước ở đây có thấy nàng tiên áo vàng nào không? Không, chúng tôi không biết ai cả. Làm ơn đi, các cô hãy cho tôi biết đi. Không, chúng tôi không biết. Sao? Có hai cha con nào đó hỏi về tung tích của ta sao? Dạ, họ còn làm rơi chiếc lược này vào trong thùng nước của chúng nô tỳ ạ. Dạ. Chiếc lược này... Mẹ vốn là tiên trên trời nên không thể nào ở mãi dưới trần thế được. Giờ mẹ phải đi rồi, con đừng buồn nhé. Mẹ để lại cho con chiếc lược này làm tin, rồi mẹ sẽ quay trở lại. Ôi, ta nhận ra chiếc lược này. Họ chính là chồng và con trai của ta ở dưới trần gian. Thì ra bấy lâu nay họ vẫn đi tìm ta. Ta giờ không thể xuống trần gian được. Nếu Ngọc Hoàng biết, ta sẽ phải chịu tội chết. Hai người hãy xuống trần gian đón hai cha con họ lên đây gặp ta. Nhớ là phải làm kín đáo, không được để ai phát hiện ra nhé. Dạ. Cuối cùng cha con ta cũng đã gặp được lại nàng. Nàng có biết là ta và con nhớ nàng lắm không? Mẹ, mẹ giờ với con đi ạ. Ta xin lỗi vì ra đi mà chưa kịp nói gì với chàng. Nhưng ta là tiên, chàng là khách tục, hai ta không thể sum họp được. Phạm phải phép trời sẽ bị trừng phạt. Hôm nay chỉ gặp mặt vậy thôi, rồi đây sẽ lại phải từ biệt. Chàng và con hãy sống thật tốt nhé. Chúng ta không thể trở lại như những ngày xưa sao? Ta và con cần nàng. Chúng ta không thể sống hạnh phúc như một gia đình bình thường được hay sao? Vốn dĩ thiếp đã không thuộc về trần thế. Nếu không có chuyện chàng giấu áo của thiếp thì thiếp đã không bị mắc kẹt ở đó. Nay thiếp đã tìm thấy áo, thiếp phải trở về với thế giới của mình. Mọi chuyện không thể gượng ép. Chẳng lẽ chàng muốn tất cả chúng ta đều bị Ngọc Hoàng trừng phạt? Đành vậy. Dù gì thì ngay từ đầu là ta đã sai. Ta không nên làm trái ý trời, càng không muốn nàng bị trừng phạt. Ta và con sẽ trở về. Chàng nghĩ được như vậy là tốt. Đừng để con chúng ta phải chịu khổ, không đáng đâu. Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc con trai thật tốt. Nàng cũng vậy nhé. Hai cha con hãy bảo trọng, ta sẽ rất nhớ hai người. Mẹ, mẹ ơi. Thôi, hai cha con mau lên đường đi. Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới đó. Hãy đi đi. Tạm biệt nàng. Cha ơi, cái trống này sẽ đưa chúng ta về nhà ạ? À? Đúng rồi con ạ. À, mẹ đã thòng một cái dây xuống cái trống này. Khi nào cha con ta đến nơi, cha sẽ đánh trống lên để mẹ chặt đứt dây. Chàng đã về đến nơi rồi sao? Mau đi cắt đứt dây đi. Dạ. Cút đi, cút đi. À! Chuyện gì thế? Hình như là tiếng của cha con họ. À! Trời ơi, cha con họ nguy rồi. Có chuyện đó sao? Nàng tiên út dám tư thông với người trần và gây nên chuyện náo loạn vừa rồi à? Dạ bấm Ngọc Hoàng, hai cha con đó suýt bị mất mạng do rơi từ lưng chừng trời xuống đấy ạ. Thật to gan. Truyền lệnh của ta, tống giam nàng tiên út vào tòa tháp trên 9 tầng mây, mãi mãi không bao giờ được ra ngoài. Phụ hoàng, xin người tha mạng. Phụ hoàng, phụ hoàng. Vì được nàng tiên út ra tay cứu giúp nên hai cha con thoát chết. Nhưng từ đó họ không hay tin tức gì về nàng nữa. Người chồng ôm con lên núi, ngày đêm ngóng lên trời tìm vợ, biến thành sao hôm. Còn nàng tiên cũng hóa thành sao mai. Họ không bao giờ gặp nhau. Đứa con thì hóa ra đòn gánh ở giữa, ngóng cha, trông mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.